Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay em sẽ test cái giấy lau giày, khăn lau giày cho mọi người nhé. Lau trắng giày này. Một gói này thì sẽ là 30 tờ. Như kiểu một tờ giấy ướt ấy. Đây, giày của em đây. Rất là bẩn đây này. Lau này. Chúng ta chỉ cần lau nhẹ nhàng thôi, nó sẽ đi hết này. Rất là bẩn. Đây, mọi người xem này. Đây nhá, bên này nữa này. Rất là bẩn này. Em lau đi là hết này. Lười lau giày, lười giặt giày như em chỉ cần khăn lau giày như vậy là đủ này. Đây nhá, trước còn đang bẩn đây này. Đây. Đây nhá, em lau xong rồi đây này. Ai cần liên hệ với em nha. Rất là sạch, nhanh gọn nhẹ.